Zombie Apocalypse. Zombie. Ok, xin chào các bạn, mình là Magician ở Vlog. Thì bây giờ là 8:35 rồi. 8:35 này giờ mình chuẩn bị đi ra sân bay Tân Sơn Nhất và lên chuyến bay đi tới Malaysia. Ok, đi thôi. Mà khoan đã, các bạn hãy, nếu các bạn thích video này thì bạn hãy nhớ like, share và subscribe đến giúp channel của mình nhé. Ok, đi thôi. Xong cái hải quan với lại check in xong hết luôn rồi, bây giờ mình sẽ ra và lên máy bay đi thôi. Ok, đi thôi. Ok, thì chuyến bay trước nó bị delay, là chuyến bay 11:15 nó bị delay. Chuyến bay mình cũng cùng cửa nên là bây giờ nó đông, không biết là nó có bị chuyển cửa không. Thì hiện tại mình đang ở đây mà thấy đó. Hình như chỗ này mình cũng quay từ năm ngoái. Năm ngoái mình quay Singapore. Bây giờ để coi nó có chuyển cửa không. Nếu chuyển cửa mình sẽ đổi chỗ khác. Ok, thì máy bay mình đã tới rồi. Nãy giờ người ta đọc loa hết rồi. Bây giờ mình rời hết. Đây, máy bay mình đây. Thì mình đi hiệu Air Asia. Và bây giờ mình chuẩn bị đi lên đi Malaysia. Thì bây giờ người ta đang xếp hàng đông quá. Giờ mình đợi xíu nữa xong rồi mình mới lên máy bay. Ok, giờ bạn đợi mình xíu nha. Ok, thì mình đã lên máy bay. Mình đã lên máy bay rồi. Thì mình phát hiện máy bay này là máy bay Airbus A320-200. Máy bay này có cả cái free wifi luôn. Ôi trời ơi, máy bay này nó hơi chậm tại vì như đây là máy bay giá rẻ. Thì kìa, mình ngồi mình check in không biết nó bị trễ không mà mình ngồi phía cuối. Ok, bây giờ mình giờ mình đợi máy bay ra ra hút kia và lên cảm giác cất cánh nó dễ nó như thế nào, rất là đã luôn. Và chúng ta sẽ có thể thấy được cái Sài Gòn ở đây. Thì máy bay này cũng có nhạc nữa mà mình sợ quay nhiều hồi bị dính bản quyền thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.
đã sắp, mình đã tới đường băng rồi. Bây giờ chuẩn bị cất cánh nè. Vui quá. Malaysia thì theo dự kiến là người ta nói là 15:40 mới tới, mà bây giờ người ta đã nói thông báo là landing rồi. Vui quá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Oh,
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Mình đã lên được đây, đã lên được cái sân bay rồi, sân bay Kuala Lumpur International. Ok, nói chung là sân bay Kuala Lumpur rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi taxi về khách sạn nhá. Một là taxi hào, mình không biết là đi phương tiện gì, để mình coi nha. Yeah. Ok, thì nãy giờ mình đã tới hải quan và mình đã vô được nước Singapore, nước Malaysia rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi về khách sạn nghỉ ngơi và chiều tối nay mình có thể sáng nay mình đi tháp đôi vậy. Ok, bạn đi theo mình nhé.
tới khách sạn rồi. Mình đã tới khách sạn Titan. Thì ok thì bây giờ mình sẽ nhận phòng và đi vào hấp đông. Nãy giờ mình khoảng cái tiếng đồng hồ, bây giờ để coi mình là mấy giờ rồi. Là bây giờ là 5:42 ở Việt Nam. Là 6:42 bên đây mà trời vẫn còn sáng như vậy. Mình coi cho bạn coi. Trời vẫn còn sáng. Ôi anh cho thấy trời sáng không? Trời vẫn còn sáng mà 6:42 là gần 7 giờ. Bây giờ bên đây chưa tối hay lạ không? Việt Nam mới năm mấy là tối rồi. Ok, nhận phòng thôi nào. Mệt quá. Ok thì mình đã nhận được khách sạn rồi. Thì bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi xíu rồi mình đi vô chơi. Đi chơi giờ mình không biết đi đâu nữa. Giờ là 19:18 giờ Việt Nam. Là 20:18 là 20 giờ. Đồng hồ này sẽ chuyển, sẽ không chuyển. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái gì để chơi. Để coi tối mình tại mình chơi đâu ha. Let's go. Ok thì cuối cùng thì nãy giờ mình đi ăn rồi. Bây giờ mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Ở đây có thể thấy tàu điện rất là đẹp luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi. Bạn hãy nhớ like, share và subscribe để giúp channel của mình nhé. Ok, bye bye. Yeah.